Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Kiến thức chuyên sâu. Trong bản tin tổng hợp ngày mùng 3 tháng 6 hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau quay lại theo dõi những tình tiết mới nhất liên quan tới sự kiện Nga tấn công tên lửa vào khu vực Lờ Vít khiến rất nhiều thành viên của NATO thiệt mạng. Xem nào theo dõi rồi có thể bỏ qua và chờ đợi bản cập nhật chiến sự mới nhất trong video tối ngày hôm nay nhé. Đầu tiên, hãy điểm qua một chút về tình hình trên chiến trường thực địa. Nó cũng không có gì mới ngoài các khu vực vẫn còn đang giao tranh mà tôi đã chỉ cho các bạn trong những video trước đây tuy nhiên vào ngày hôm nay phía nga cũng công bố một nguồn thông tin cho thấy khu định cư bello theo hướng Luhansk có vẻ như đã được họ kiểm soát bất chấp việc bản đồ của chế độ kiev vẫn tuyên bố đây là vùng xanh đoạn video cho thấy cụm quân miền nam đã dương cao lá cờ nga trên khu định cư bello để chứng minh cho sự kiểm soát của mình trong khu vực này nhóm quân miền nam cũng cung cấp thêm một video cho thấy họ đã thực hiện những cuộc tấn công để giải tỏa các vị trí phòng thủ của ukraine bất chấp làn đạn mù mịt của kẻ địch các trinh sát của Nga đã đột nhập và giả phá mọi mạng lưới chiến hào của Ukraine, sau đó tập trung hỏa lực để công phá. Cuối cùng, binh lính Nga đã củng cố được vị trí của mình. Thật chưa rõ là khu định cư Bilohorivka này đã được giải phóng hay chưa, nhưng cứ việc cờ Nga đã được treo ở khu định cư cũng đồng nghĩa về việc họ ít nhất đã công phá được vào khu trung tâm. Mà một khi đã ở khu trung tâm, các bạn biết rồi đó, chưa có một khu định cư nào mà Nga không thể giải phóng. Trong khi đó ở khu vực Kharkov, đúng là bước tiến của Nga đang chậm lại. Họ đang cố gắng để công phá khu định cư Vồn Tràn cũng như tiến gần hơn tới khu định cư Lipsty. Ở Vồn Tràn, Nga đã xuyên phá được vào trung tâm của khu định cư, tuy nhiên giao tranh vẫn đang rất quyết liệt ở đó. Nhưng với lợi thế về hỏa lực và quân số, tình huống của chế độ Kiev trong khu vực này mong manh hơn bao giờ hết. Điều này được khẳng định bởi phóng viên chiến trường Ukraine là Yuri Butusov. Trong một thông điệp của mình được đăng công khai trước toàn thể công dân Ukraine, anh ấy đã nói rằng trong các trận chiến ở vôn tràn thuộc vùng Cốp, lực lượng tăng cường gồm 100 người đã được cử đến lữ đoàn 125. Trong số đó chỉ có 3 người đủ sức phục vụ cho cuộc chiến. Nhưng theo mọi tài liệu và báo cáo từ phía trên, mọi thứ đều hoàn hảo. Vâng, nếu báo cáo này là thật, chúng ta có thể hiểu rằng chế độ kép đang thật sự hết người. Họ đang cố gắng tô vẽ một bức tranh sống động không chỉ cho người dân mà còn cho cả phương Tây. Rằng thì là mà, tình hình trên tuyển tuyến, đặc biệt là Kharkov vẫn ổn. Nhưng thực tế có ổn hay không thì cứ nhìn vào cách chế độ kép mất các thành chỉ liên tục gần đây các bạn cũng sẽ rõ. Tôi kể tới nếu các bạn nhìn kỹ video của nhà phân tích quân sự Ukraine Yuri Butusov. Phía sau người đàn ông này là một lá cờ đỏ đen cùng huy hiệu đình bà biểu tượng cho chế độ kép Cần phải biết rằng lá cờ màu đỏ đen là lá cờ khét tiếng cho Đức Quốc xã trước đây. Nó tượng trưng cho máu vào đất. Việc in thêm logo huy hiệu của Ukraine chứng tỏ rằng chế độ ép đang công khai mình là những người theo chủ nghĩa phát xít. Như vậy với những tuyên bố của Tổng thống Putin về việc phi phát xít hóa Ukraine là hoàn toàn đúng. Trong khi đó, ở khu vực Lipsty, người Nga đang thật sự hủy diệt con đường mà chế độ kép phòng thủ để ngăn chặn họ tiến vào trong khu định cư này. Đoạn video cho thấy Nga một lần ném tới 4 quả bom FAB có gắn kíp lượn trên dọc tuyến đường tiến về Lipsty. Được biệt, đây cũng là chiến dịch của nhóm quân miền Bắc khi họ đã phát hiện ra những công sự và chiến hào phòng thủ của Ukraine trong khu vực này. Vì vậy, họ đã sử dụng 4 quả bom FAB 500 nhằm tiêu diệt tất cả. Có thể nói bom lượn là một thứ vũ khí vô cùng ngon bổ rẻ mà người Nga đã sử dụng rất thành công ở Ukraine, khiến cho một phương Tây tập thể phải câm nín hết. Từ bước tiến thành công của loại vũ khí này, giờ đây Nga và Iran đã phát triển ra một loại bom lượn được phóng trực tiếp từ máy bay không người lái, thay vì tiêm kích như trước đây. Một báo cáo đã chỉ ra rằng Iran lần đầu tiên cung cấp cho Nga loại bom lượn mới nhất để tấn công Ukraine. Theo đó, loại bom này sẽ được trang bị trên chiếc UAV hạng nặng không người lái Mohajer 6 của Iran. Đây là một loại bom dẫn đường mang tên Qiam 5, mới nhất mà Iran phát triển. Quả bom này có thể lắp đặt trên máy bay không người lái Mohajer 6. Nó có thể được trang bị nhiều loại đầu đạn khác nhau, tầm bay được công bố lên tới 40 km, độ cao hoạt động tối thiểu là 3 km. Nga chưa từng sử dụng loại máy bay không người lái trang bị bom lượn này ở Ukraine. Nhưng nếu người Nga sử dụng chúng, nó cho thấy mối quan hệ hợp tác quân sự giữa Nga và Iran không hề bị lung lay sau cái chết của cố tổng thống Raisi. Và thậm chí nó còn phát triển tới mức độ Iran trực tiếp cung cấp các vũ khí có tính sát thương cao hơn để chống lại Ukraine và NATO. Thú thật là nếu Nga sử dụng UAV mang theo bom lượn trên chiến trường Ukraine, nó sẽ là một sự kết thúc cho chế độ Kiev. Các bạn cần phải biết rằng để phóng những quả bom lượn này, Nga sẽ phải lái những chiếc tiêm kích mịch vào bầu trời của Ukraine. Như vậy rất có khả năng cao những chiếc máy bay này sẽ bị đánh chặn. Tuy nhiên, với việc phát triển một phiên bản bom lượn nhỏ hơn được lắp đặt trên những chiếc UAV không người lái, các chiến binh Nga có thể trực tiếp mang những chiếc UAV này ra sát chiến trường và sau đó sử dụng chúng để thả vào các cứ điểm phòng ngự của Ukraine trong các khu định cử. Tầm nổ có thể bé hơn nhưng sự linh động và độ chính xác cao trong mỗi vụ tấn công sẽ cao hơn rất nhiều. Được kể tới theo một báo cáo của chính tờ Wall Street Journal của Mỹ cho biết, tổ hợp sản xuất máy bay không người lái Ala à Buga của Nga ở Tatarstan đã hoàn thành và đang sản xuất với một công suất vượt trội Theo ấn phẩm thì nhà máy này có công suất sản xuất là 6.000 UAV loại Geran mỗi năm Tuy nhiên chỉ tính tới cuối tháng 4 nhà máy này đã vượt trội tiến độ sản xuất bản rào 4.500 chiếc máy bay không người lái Geran hay còn gọi là Shahed cho quân đội Nga Ngoài ra tổ hợp này còn có khả năng sản xuất nhiều loại máy bay không người lái khác Được biết rằng những chiếc UAV Shahed này cũng tới từ sự phát triển của Iran nếu những chiếc UAV mang theo bom lượn của Iran vừa mới cung cấp cho Nga hoạt động tốt trên chiến trường, thì tổ hợp quốc phòng này không có lý do gì không sản xuất nó. Hãy thử ước tính 6.000 máy bay không người lái mang theo 6.000 quả bom dẫn đường thông minh. Đây nếu không được gọi là nỗi ác mộng của chế độ Kiev và NATO thì tôi cũng không biết phải gọi nó là gì nữa. Họ có thể tự hào về việc đánh chặn những tên lửa của Nga như thế nào mặc dù chẳng ai kiểm chứng. Nhưng cả Kiev và NATO đều thừa nhận rằng họ không thể ngăn cản bom lượn tới từ Nga. Trong khi đó ở Kiev vào lúc này, Zelensky đang cố gắng thành lập thêm những đội quân tội phạm mới. Cũng phải thôi, họ thờ Đức Quốc xã theo chủ nghĩa Bandera thì việc lôi tù nhân ra để thành lập những nhóm chiến binh tội phạm cũng chẳng lấy gì làm lạ. Biết rằng tiểu đoàn Tân Quốc xã Ukraine mang cái tên Đờ Vành Sỉ khét tiếng đã công khai vào những nhà tù của Ukraine để tuyển mộ những tù nhân đặc biệt nguy hiểm nhằm cho ra mặt trận chống Nga. Cụm từ đặc biệt nguy hiểm này chúng ta có thể hiểu rằng đây là những tử tù, những tên tội phạm không thể cho ra xã hội được. Thông báo của nhóm tân xít được vanh sỉ có đoạn. Chúng tôi đang bắt tay vào quá trình chiêu mộ này và đang nói chuyện với các tù nhân bằng ngôn ngữ dễ hiểu nhất. Vâng, ừ, ngôn ngữ dễ hiểu nhất với các tử tù là gì? Đó là nếu không muốn bị chết trong tù thì hãy cầm súng lên mà chống ả. À. Nếu cần phải đặt một cái tên cho đội quân mới này của Zelensky thì hãy gọi nó là đội quân cặn bã. Ở khu định cư Raportino theo hướng Jabodoye, các đội xe tăng của tiểu đoàn Kazan thuộc sư đoàn 42 quân đoàn 58 Nga vẫn đang tiếp tục băng băng tiến về phía trước Cảnh quay cho thấy các lực lượng xe tăng Nga liên tục công phá vào vị trí phòng thủ của Ukraine càng ngày lẫn đêm. Chiến thuật rất đơn giản, các UAV trinh sát sẽ gửi tọa độ cho xe tăng và sau đó hỏa lực chính xác sẽ kết thúc đối thủ. Phía Nga nói rằng họ sẽ sớm giải phóng khu vực này để kết thúc cái được gọi là thành quả của cuộc phản công năm ngoái của chế độ Kiev. Trong khi đó, ở khu định cư Krasnohorivka theo hướng Marinka, tôi đã nói rất nhiều về những cuộc giao tranh trong khu định cư này rồi. Phía Nga đang kiểm soát khoảng 70% khu định cư và ngày hôm nay báo cáo của họ chỉ ra rằng các nhóm thiết giáp của họ đã đột phá được vào các công sự tiếp theo của kẻ địch cảnh quay cho thấy năm đơn vị thiết giáp đã xông thẳng vào vị trí phòng thủ của ukraine sau đó thực hiện quá trình đổ quân điều này có nghĩa là chiến thuật dùng pháo nhiệt áp tos hay bom lượn fab đã hoàn thành nhiệm vụ của mình giờ đây việc đổ quân của nga vào những công sự phòng ngự trong kasnohorika do chế độ kiev kiểm soát để nhằm quét dọn những tàn dư còn sót lại của chế độ kiev thôi Tôi không nói rằng đây là một sự giải phóng cho khu định cư Krasnohorika, nhưng nó cũng đã tiến tới những bước cuối cùng của nó. Cũng theo hướng Marinka, ở khu định cư Konstantinovka, nằm phía dưới Krasnohorika khoảng 16 km. Có vẻ như Nga đã bắt đầu có động thái công phá khu định cư này. Theo đó, lữ đoàn 238 đã thực hiện một cuộc tấn công nhằm hỗ trợ cho nhóm đổ bộ ở khu định cư Konstantinovka. Lính pháo binh Kuban đã sử dụng hệ thống phóng tên lửa hàng loạt BM-21 Grad để tấn công vào các vị trí công sự của Ukraine trong khu định cư Konstantinovka. Tất nhiên, nói về câu chuyện giải phóng khu định cư này còn quá sớm, nhưng Nga đã tiến sát vào khu định cư bên cạnh là Paraskovnica. Nó là một khu định cư vô cùng nhỏ bé, thế nên việc Nga kiểm soát khu định cư này là hoàn toàn trong khả năng. Vậy nên, việc Nga tính tới giải phóng khu định cư Konstantinovka là hoàn toàn có cơ sở. Trong khi đó, ở khu vực Adica theo hướng Netalo về, Nga đã có bước tiến vô cùng quan trọng để có thể bảo vệ giải phóng khu định cư Yasnoporivka. Báo cáo của họ chỉ ra rằng, sau khi giải phóng khu định cư Netalo về, quân đội Nga đã tiến được qua hồ chứa Kaloske với sự hỗ trợ của lực lượng hàng không. Lực lượng hàng không vũ trụ Nga đang san bằng các vị trí của kẻ địch, phá vỡ tuyến phòng thủ của Ukraine để tạo điều kiện cho lực lượng mặt đất có thể tiến lên dễ dàng hơn. Các nhà phân tích quân sự của Ukraine cũng thừa nhận điều này. Báo cáo của họ nói rằng người Nga đã tiếp cận được hồ chứa Kaloske và đang cố gắng bao vây khu định cư Yasno Nếu dựa theo bản đồ Ukraine ngày hôm nay, tôi nghĩ rằng khu định cư Yasno Borivka, chế độ KF không còn có khả năng cố thủ nữa, bởi phía sau nó chỉ là hồ, rất khó để cho quân đội Ukraine có thể tiếp viện. Nga sẽ chăm chút vô cùng cẩn thận cho những tuyến đường đi qua hồ chứa này để cung cấp hàng tiếp tế cho khu định cư Yasno cũng theo hướng Adipka ở khu định cư Novoselovka nằm phía trên Netalove khoảng 8 km. Người ta đã ghi nhận ít nhất hai chiếc siêu tăng Abram trong ngoặc kép của Mỹ bị cho lên bảng đêm số ngày hôm nay. Video thứ nhất là cảnh quay Nga sử dụng máy bay không người lái FAV để thực hiện một vụ tấn công chính xác có chủ đích vào giá đựng đạn của xe tăng Abram khi nó đang di chuyển. Theo người lính điều khiển UAV này cho biết, khi tôi định vị được chiếc xe tăng này, tôi đã nhắm vào giá đựng đạn của nó chỉ với một vụ tấn công nhỏ như củ cà rốt, nó đã bộc cháy như một que diêm. Vâng, xin chúc mừng người lính điều khiển UAV Nga. Bằng việc tiêu diệt chiếc xe tăng Abram, anh ấy đã có một căn chung cử. Ở video thứ hai cũng là cảnh quay về một chiếc Abram khác. Lữ đoàn pháo binh số 41 thuộc nhóm quân trung tâm Nga đã phát hiện ra chiếc siêu tăng của Mỹ này và sau đó họ sử dụng đạn dẫn đường Krasnobol khiến chiếc xe cháy sáng hơn đuốc xin chúc mừng nhóm lính nga họ đã có được hai căn trung cư bằng việc tiêu diệt những chiếc siêu tăng abram quá dễ dàng còn gì chua chát hơn khi mà biểu tượng của nato một trong những chiếc xe tăng mà người mỹ nói rằng hiện đại nhất trên thế giới giờ đây chỉ là công cụ phan tiền của binh sĩ nga đã thế lại còn pham bằng những thứ vũ khí vô cùng rẻ tiền như là đạn chống tăng như là máy bay không người lái giá rẻ thậm chí sự siêu phế của chiếc xe tăng abram này còn được ghi nhận trong một báo cáo của cnn quân đội ukraina nói với kênh truyền thông của mỹ rằng chiếc xe tăng Abram này có rất nhiều điểm yếu và thiếu sót. Đầu tiên, áo giáp bên ngoài của nó là chưa đủ, nó không thể bảo vệ được tổ lái bên trong. Thực tế là ngày này, đây là một chiến trường sử dụng những máy bay không người lái. Vì vậy, chỉ cần chiếc xe tăng Abram này lăn bánh, người Nga sẽ luôn cố gắng để hạ gục nó. Nhiều binh sĩ Ukraine hiện tại không dám ngồi trên chiếc xe tăng Abram bởi vì nó đang là mục tiêu săn số 1 của Nga. Kết luận của CNN có đoạn, người ukraina hiện đang thất vọng vì chiếc xe tăng này bởi nó được thiết kế cho chiến tranh kiểu nato trong đó máy bay và pháo binh sẽ đi đầu trước khi có một cuộc đổ bộ của thiết giáp và bộ binh trong khi ukraina thì không có lực lượng hàng không còn pháo binh và xe tăng là những vũ khí chính của họ được rồi, từ báo cáo này chúng ta có thể thấy sự tuyên truyền bằng miệng của truyền thông phương Tây nó sai thực tế như thế nào. Tôi không nói là chiếc xe tăng này dở, nhưng đừng có tung hô nó quá như vậy. Để đến bây giờ, khi ra chiến trường trên thực địa, nó chỉ là một công cụ để người Nga phát tiền mà thôi. Trong khi đó, ở khu vực Kubien, theo hướng khả lực lượng vũ trang Nga đã phát hiện ra chế độ Kiev đang cho luân chuyển các thiết bị của NATO qua sông Oskin. Và tất nhiên là kết cục của nó đã bị phá hủy hoàn toàn bởi một ngón đòn chính xác của Nga. Trong khi đó, ở khu vực Volchan cũng theo hướng khả cốp. Nhiệm vụ của Nga vẫn là đang tiêu diệt các lực lượng của Ukraine đang cố thủ trong các khu vực nhà cao tầng. Giao tranh vẫn đang rất quyết liệt, nhưng với lợi thế về xe tăng, nhân số, pháo bình, hàng không và máy bay không người lái, Nga có lợi thế lớn trong việc phá hủy các công sự phòng ngự của Ukraine khiến lính Kiev bỏ chạy toán loạn. Điều này được chứng minh trong một video mới nhất khi mà Nga sử dụng hệ thống pháo nhiệt áp TOS-2 Cảnh quay từ các UAV trinh sát của Nga cho thấy họ đã phát hiện một nơi tập trung quân địch tại các vị trí kiên cố dọc tuyến đường phòng thủ ở khu vực Vôn Tràn. Ngay lập tức, hệ thống TOS-2 sau khi đã xác nhận tọa độ đã khiến thanh chi phòng ngự của Ukraine này bốc hơi một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, tâm điểm trên chiến trường vào ngày hôm nay không phải là tình hình trên chiến trường thực địa mà là việc Nga đã thực hiện một loạt các vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào khu vực lãnh thổ Ukraine nằm sát biên giới với các quốc gia NATO. Báo cáo phòng không của Ukraine chỉ ra rằng, chỉ tính riêng đêm qua, Ukraine đã bắn hạ 7 trong số 11 tên lửa hành trình KH-101 và toàn bộ 32 trên 32 máy bay không người lái, xa hết. Nghe thì có vẻ như là mọi thứ vẫn ổn, nhưng thực sự nó có phải hay không? Chúng ta không thể nào tin vào báo cáo phòng không của Ukraine phải không nào? Theo các nguồn tin từ Nga, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Nga đã thực hiện một cuộc tấn công chính xác bằng tên lửa Kinzhal và một sân tập mang tên Javoros ở khu vực Lviv nơi chứa một ổ lớn các chuyên gia của NATO và Ukraine. Không chỉ có rất nhiều chuyên gia NATO có mặt tại thời điểm tên lửa Nga tấn công, mà một số báo cáo khác còn chỉ ra rằng đây là một trung tâm chỉ huy điều khiển máy bay chiến đấu F-16. Theo thông tin sơ bộ, các công trình ngầm tại khu vực này ban đầu được sử dụng để huấn luyện phi hành đoàn của không quân Ukraine cũng như chuẩn bị các cuộc diễn tập trên thực địa với sự phối hợp của trung tâm kiểm soát NATO ở Ba Lan. Vài thời điểm Nga sử dụng tên lửa Kinzhal để tấn công vào sân tập Yavorov thuộc vùng Vịt có ít nhất 410 người ở đó. Cũng theo một báo cáo khác chưa được xác minh cho biết, có ít nhất 300 người đã thiệt mạng, bao gồm cả những người hướng dẫn từ các nước NATO. Vụ tấn công này của Nga xảy ra ngay sau khi có các báo cáo về việc điều động quân nhân Pháp tới vùng Vịt. Dữ liệu tình báo chỉ ra rằng tại thời điểm Nga sử dụng kim dầu tấn công, có các quân nhân của Pháp, Ba Lan và Mỹ cùng nhiều quốc gia khác có mặt tại sân tập Yavorov. Hiện những người bị thương được cho là còn sống đang tích cực sơ tán sang Ba Lan. Được biết, sân tập Yavorov là một trung tâm trọng điểm để triển khai các huấn luyện viên quân sự nước ngoài và lính đánh thuê của quân đội Ukraine. Nó rất gần biên giới với cả Ba Lan. Vào tháng 3 năm này, sân tập này cũng đã hứng chịu một đợt tấn công bằng tên lửa kim dầu của Nga khiến nó bị phá hủy hoàn toàn. Và bây giờ, khi sân tập này vừa khôi phục, vừa tiếp đón tiếp tục các chuyên gia của NATO, nó lại một lần nữa ăn chọn kim dầu Nga. Hiện tại, vụ tấn công này còn rất mới, thế nên tôi chưa thừa thập được nhiều những dữ liệu hình ảnh cũng như video có liên quan. Tuy nhiên, nếu nhìn một video mới nhất về khu vực Yavorov, chúng ta có thể thấy rằng khu vực bị phá hủy có rất nhiều giường theo kiểu ký túc xá của quân nhân. Như vậy, việc có 300 tới 400 chuyên gia của NATO và Ukraine có mặt tại thời điểm Nga tập kích là hoàn toàn có cơ sở. Tôi nghĩ lúc này Tổng thống Macron của Pháp là người đau lòng nhất. Cứ nơi nào có lính Lê Dương của Pháp ở Ukraine thì nơi đó chỉ toàn hũ và quan. Điều này làm tôi nhớ lại bài phát biểu ngày hôm qua của Tổng thống Putin ở Uzbekistan. Bất kể lính NATO thuộc quốc gia nào có mặt ở Ukraine, nó sẽ đều trở thành mục tiêu hợp pháp. Và như chúng ta đã thấy, Tổng thống Putin không hề nói dối. Ngay ngày hôm nay, 300 lính NATO đã được đưa về bằng hũ khi vừa tới Lviv. Tại sao người Pháp lại cải nhật? Bởi vì họ công khai tuyên bố gửi quân vào Ukraine, có nghĩa là binh lính của Pháp, tới Lviv theo dạng trực tiếp và gián tiếp, sẽ rất nhiều. Nếu tính tổn thất của NATO cũng như Ukraine trong vụ tấn công vừa qua, nó không chỉ đơn giản là về con người. Vấn đề là đây chính là một bộ chỉ huy quản lý máy bay chiến đấu F16 đang được xây dựng để bắt đầu cho một sự chuyển giao. Vụ tấn công này của Nga đã phá hủy hoàn toàn hệ thống quản lý dẫn đường cũng như trung tâm kỹ thuật của NATO từ Ba Lan. Tóm lại, tôi có thể khẳng định rằng đây là một vụ tập kích chính xác và gây ra thiệt hại lớn nhất kể từ trước tới nay đối với cả Ukraina và NATO. Liên quan tới việc xây dựng và hỗ trợ kỹ thuật để làm trung tâm điều khiển F16 ở Yarolov chắc chắn sẽ là những chuyên gia cao cấp mang hàm cấp tướng tá của NATO. Tuy rằng tôi không thể xác minh được câu chuyện đó có đúng hay không Nhưng qua những dữ liệu mà tôi tìm hiểu Tôi có thể khẳng định rằng Khu vực trại quân sự Yavorov là một ổ chứa của NATO Một đoạn video được dò dỉ trên mạng Được cho là căn cứ quân sự Yavorov trước thời điểm Nga tấn công Đang có rất nhiều chuyên gia cấp cao của NATO Huấn luyện cho binh sĩ Ukraine và nhóm lính đánh thuê nước ngoài Chúng ta còn thấy được trong video hình ảnh họ đang đào tạo Cả những phi công lái máy bay chiến đấu Để phục vụ cho việc chuyển giao những chiếc F-16 Người cung cấp đoạn video này cũng khẳng định rằng đây là nơi huấn luyện phi hành đoàn của lực lượng không quân Ukraina chuẩn bị tổ chức các chuyến bay và diễn tập trên không với sự phối hợp từ trung tâm kiểm soát NATO được đặt tại Ba Lan. Trong khi trại huấn luyện Javorrope các cơ sở được đặt dưới tầng hầm. Vào thời điểm Nga tấn công, có tới 410 người ở đó. Từ những dữ liệu hôm qua và hôm nay chúng ta có thể khẳng định rằng Nga sử dụng ít nhất là hai tên lửa Kinzhal. Một để tấn công vào trung tâm chỉ huy được đặt ở dưới tầng hầm Tên lửa thứ hai là tập kích vào ký túc xá nơi có rất nhiều các quan chức của NATO cũng như Ukraine nghỉ ngơi ở đó. Tất nhiên là tôi không thể khẳng định được có bao nhiêu người đang xuất, nhưng nhìn vào quy mô của vụ nổ và những đám cháy, có thể nói rằng nếu thật sự có hơn 400 người ở đó thì con số bị thương vong sẽ rất cao. Vậy tại sao tôi có thể khẳng định rằng khu vực Ravorov này là một ổ chứa của NATO? Bởi đơn giản, Lviv đã trở thành nơi trung chuyển của NATO kể từ năm 2015 và 16. Nghĩa là sau thời gian đảo chính Maiden năm 2014 đưa chế độ kép hiện tại được phương Tây dựng lên. Đây là video được quay từ năm 2016 tại khu vực quân sự Yavorov thuộc Lviv, Nơi họ đang tổ chức một buổi lễ để chào đón các chuyên gia NATO tới. Có ít nhất 300 lính Mỹ đã tới đây vào thời điểm đó. Tổng thống Prosenko của Ukraine lúc đó cũng có mặt tại buổi lễ báo cáo chỉ ra rằng đây là những huấn luyện viên NATO được cử đến để dạy cách chiến đấu với những thợ mỏ đồ nét từ năm 2015, những người mà không công nhận cuộc đảo chính Biden. Như vậy, những lời Tổng thống Putin nói không hề sai. Một NATO tập thể đã cùng với chế độ Kiev được dựng lên để tàn sát những công dân đồn bát trong suốt 8 năm qua. Và hành động quân sự của Nga hiện tại chỉ là vì những giọt nước đã làm tràn lì. Họ muốn ngăn chặn sự mở rộng của NATO và cứu những công dân của mình ở khu vực đồn bát nơi mà chế độ phát xít mới Ukraine đã cô lập và pháo kích họ trong suốt 8 năm. Tính tới thời điểm hiện tại, trại tập trung của NATO Yavorov này đã ít nhất bị hai lần tấn công. Vụ đầu tiên là vào tháng 3 khi mà Nga đã sử dụng 8 tên lửa kinh để tấn công vào khu huấn luyện quân sự Yavorov. Tất nhiên là chế độ Kiev không gọi đây là trại của NATO mà họ gọi với một cái tên rất mỹ miều là Trung tâm giữ gìn hòa bình và an ninh quốc tế. Chẳng phải đây gián tiếp đã thừa nhận rằng Yavorov ở Lviv là một căn cứ quân sự của NATO. Theo số liệu từ phía Kiev cung cấp, vụ tấn công vào tháng 3 của Nga ở trại Yavorov đã khiến 50 quân nhân thiệt mạng và hơn 300 người khác bị thương. Tất nhiên là có bao nhiêu quan chức NATO đăng xuất thì chế độ Kiev không nói. Vì vậy, trong lần tấn công mới nhất của Nga hôm qua vào trại Yavorov này, tôi còn đồ rằng các quan chức của NATO thậm chí còn nhiều hơn các quan chức của Kiev. Bởi vì khu vực này sát với biên giới của Ba Lan nên họ có thể đi đi về về suốt. Kết luận của tôi về trại huấn luyện quân sự của NATO ở Yavorov này là sau hai đợt tấn công từ tháng 3 và hậu quả. Có khoảng 800 tới 1.000 quân nhân bị thương, còn trong đó có bao nhiêu chuyên gia NATO thì các bạn cứ tự tính. Có thể là 50%, 70, thậm chí là 80%, ai mà biết được. Nhưng chắc chắn Yavorov sẽ là mồ chôn nhiều nhất của những sĩ quan cao cấp NATO ở Ukraine. Trên đây là những tin tức mới nhất về khu vực quân sự Yavorov ở Lviv mà tôi thu thập được ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta chuyển qua cập nhật tình hình trên chiến trường thực địa. Đầu tiên là theo hướng Marinka ở khu định cư Krasnohorivka. Tôi đã nói quá nhiều về khu vực này rồi. Nga đang kiểm soát khoảng 70% khu định cư và ngày hôm nay đã lên tới con số 80% và đang tiến tới giải phóng nó. Báo cáo của Nga chỉ ra rằng lữ đoàn 5 của họ đã xông được vào tòa nhà hành chính của thành phố Krasnohorivka. Giao tranh đang diễn ra với ít nhất 400 binh sĩ và sĩ quan của lực lượng vũ trang Ukraine. Trong mỗi tòa nhà phía sau đều có các đơn vị của Kiev. Nhưng trước hỏa lực dữ dội của Nga, những đơn vị của Ukraine đang rút lui ra khỏi thành phố về khu vực ngoại ổ. Thậm chí các chiến binh Ukraine còn không cho phép dân thưởng trong thành phố được ra ngoài. Một số báo cáo còn chỉ ra rằng nhóm lính Đức quốc xã Ukraine thậm chí còn bắn dân thưởng vì nghi ngờ họ hợp tác và báo tin cho lực lượng vũ trang Nga. Trong khi đó, ở khu định cư Kurakhove nằm phía sau Krasnohorivka khoảng 15 km, tại đây đã ghi nhận một trận chiến máy bay không người lái trên không người điều khiển UAV thuộc trung đoàn 255 Nga đã sử dụng một máy bay không người lái bốn cánh phát hiện ra máy bay ném bom hạng nặng cũng không người lái Baba Yaga của Ukraine đang bay về phía lực lượng vũ trang Nga nhằm thả bom. Ngay lập tức, sĩ quan Nga đã điều chỉnh chiếc máy bay không người lái bốn cánh của mình tấn công trực tiếp vào máy bay thả bom Baba Yaga của Ukraine hạ hụp nó. Trong khi đó, theo hướng Adipka ở khu định cư Netalove, vào ngày hôm qua, chúng ta đều biết về việc Nga đã tiến qua hồ chứa Kalovka và hôm nay họ đã đi được thêm 200 mét. Được biết, hồi chứa Kalovka là một hàng rào nước tự nhiên dọc theo tuyến phòng thủ của lực lượng vũ trang Kiev, nơi mà kẻ thù đang cố gắng ngăn chặn sự đột phá của quân đội Nga. Tuy nhiên, nó đã thất bại và khu định cư yasno Prorivka đã rơi vào thế gọng kìm bị bao vây để giải phóng. Trong khi đó, ở gần khu vực Solovyov, nằm phía trên Netalove khoảng 12 km, sau khi giải phóng khu định cư này, Nga đã tổ chức hai mũi tấn công nhằm công phá khu định cư Sokin và khu định cư Novo -Borovsky. Các cảnh quay cho thấy trong quá trình tấn công, nhóm lữ đoàn bộ binh số 110 của Ukraina đã tự nguyện rời bỏ vị trí và đầu hàng hàng loạt. Một chiến binh sau khi đầu hàng đã nói rằng chỉ huy lữ đoàn 110 của họ đã yêu cầu anh ấy mang theo vũ khí hạng nhẹ để chấn giữ vành đai rừng, nhằm ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga, nhưng rõ ràng đây là một hành động tự sát. Vì vậy, anh ấy và những đồng đội khác đã quyết định đầu hàng bởi họ biết rằng nhóm quân của nga sẽ không bắn vào bọn họ phía nga trước mỗi đợt tấn công sẽ luôn giải truyền đơn nhằm kêu gọi binh sĩ ukraine đầu hàng để sau đó có thể được trở về nhà một cách an toàn một binh sĩ khác trong nhóm đầu hàng của ukraine cũng khẳng định rằng lính nga sẽ không bắn vào chúng tôi và một ngày nào đó chúng tôi có thể trở về nhà ở đây tất cả chúng tôi đều bị các sĩ quan buộc kéo vào chiến hào để chiến đấu cơ hội duy nhất để gặp lại gia đình chúng tôi là thông qua sự giam cầm của nga trong khi đó ở khu định cư Trà theo hướng bắc Một, bản cập nhật ngày hôm nay của chế độ Kiev cho thấy khu định cư đầu tiên gần như đã bị người nga lựa chọn nếu nhìn từ trên cao khu định cư đầu tiên ở Trà À đã trở thành một đống đổ nát sư đoàn dù nga Ivanovo 98 đang tiếp tục tấn công vào tiểu quận Kanan với sự hỗ trợ mạnh mẽ của pháo binh và hàng không đoạn video cho thấy pháo binh nga đang bắn vào các khu vực ở Trà À chúng ta có thể thấy mật độ của hỏa lực lớn trong thành phố dựa trên số lượng miệng núi lửa có trên mặt đất ngoài ra ở khu vực Ivanovsk bên cạnh, các cuộc tấn công của Nga cũng không dừng lại. Nơi đây, các trung đoàn và quân đội của quân khu phía Nam cũng đang tiến về hướng trà soát Trong khi đó, theo hướng Luhansk ở khu định cư Bilohorivka, có thể nói nơi đây đã trở thành một địa ngục rực lửa cho lực lượng vũ trang Kiev. Quân đội Ukraine phàn nàn rằng, ở khu định cư Bilohorivka không còn nơi nào an toàn cho họ trú ẩn nữa. Trong mấy ngày qua, Nga liên tục sử dụng pháo nhiệt áp TOS và hệ thống phóng tên lửa hàng loạt Grad để đốt cháy tất cả những cứ điểm mà họ phát hiện được của Ukraine trong khu vực Bilo Horivka. Cuối cùng, theo hướng khả cốp, giao tranh quyết liệt nhất vẫn ở khu định cư Volchan. Báo cáo sơ bộ 24 giờ qua ở khu định cư này cho thấy Nga đã tiến được vào sâu hơn 450 m Tổn thất của Kiev trong một ngày lên tới 250 chiến binh, cũng như nhiều hệ thống khí tài khác. Báo cáo của Nga chỉ ra rằng tình hình của lực lượng vũ trang Ukraine trong khu định cư Vôn Tràn ngay càng trở nên nguy cấp. Do bị tổn thất nặng nề, Kiev tiếp tục đưa các đơn vị dự bị vào trận chiến, nhóm người mà họ dự định sử dụng để phản công. Tuy nhiên, nỗ lực này dường như là vô vọng khi mà nhóm quân miền Bắc đã phá hủy thêm một cây cầu tiếp tế nối liền với khu định cư Vôn Tràn. Cảnh quay cho thấy một cây cầu mang tên Cầu Tử Thần ở Vôn Tràn đã bị bom dẫn đường FAB của Nga đánh sập. Được biết, sau khi phá hủy ba bốn cây cầu tiếp tế ở khu vực hồn tràn, thì đây là cây cầu cuối cùng để chế độ Kiev có thể rút lùi và tiếp tế trong khu định cư vôn tràn. Như vậy, từ báo cáo này của Nga, hệ thống phòng thử của Ukraine trong khu vực vồn tràn đã chính thức bị cô lập. Nhiệm vụ của Nga trong khu vực này chỉ đơn giản là càn quét những tàn dư còn sót lại trong khu định cư. Một số cảnh quay mới nhất đã cho thấy điều đó. Video đầu tiên, lực lượng hàng không Nga đang sử dụng bom dẫn đường f 37 phá hủy các công sự của Ukraine trong khu vực vôn tràn. Trong khi đó, ở video số 2, các UAV trinh sát Nga đã phát hiện ra trong khu vực vôn tràn cách Belgorod 2 km, quân đội Ukraine đang cải trang thành dân thường để lái xe tới một điểm triển khai trong một tòa nhà dân cử. Đây là nơi mà Ukraine sẽ sử dụng để phóng máy bay không người lái và bắn súng cối. Tất nhiên, kết cục của nó sau khi bị phát hiện là sẽ ăn trọn một ngón đòn tấn công chính xác của Nga. Theo hướng Zaporozhia ở sát khu định cư Raportino, lực lượng vũ trang Nga đã mở một mặt trận tấn công mới ở khu định cư Nesteryanka. Chưa rõ ý định của Nga trong khu vực này là như thế nào, nhưng theo các nguồn tin thân cận của Ukraine cho biết, rất có thể chiến dịch mới này của Nga nhằm mục đích đánh sâu vào hậu phương của lực lượng vũ trang Ukraine đóng trong khu vực Raportino nếu nhìn theo bản đồ của chế độ Kiev cung cấp trong khu định cư nesteryanka nga hoàn toàn có thể công phá vào hai hướng đó là khu định cư novo anripka hoặc khu định cư novo danilipka nhưng nếu thật sự nga có ý định đánh sâu vào hậu phương của khu định cư rapotino nơi mà chế độ Kiev cố thủ thì họ sẽ công phá theo hướng của khu định cư novo danilipka chúng ta hãy cùng nhau trở xem trong mấy ngày tới hướng tấn công mới nhất của nga là sẽ rõ trong khi đó theo hướng adivka ở khu vực phía sau khu định cư Solovyov và Semenivka, quân đội Nga đã tiến sát vào hai khu định cư mới là Sokin và Novobrokovske. Bản đồ cập nhật của Ukraine cũng đã thừa nhận điều này. Báo cáo của họ chỉ ra rằng nhóm quân trung tâm của Nga với xe bọc thép đã bắt đầu tấn công theo hướng của khu định cư Novobrokovske. Đặc biệt, Nga còn chọc thủng hàng phòng ngự của Ukraine ở vùng lân cận khu định cư Sokin, nơi mà người Nga đã tiến được khoảng 1 km vào ngày hôm nay. Nếu nhìn bản đồ xung quanh khu vực ADIPKA một tháng gần đây thì chúng ta có thể nói rằng hai khu định cư này rất khó để chế độ Kiev có thể cố thủ. Trong khi đó, ở khu định cư Chasoza, theo hướng Bắc Mút, một sự giải phóng đã tới gần kể khi mà khu định cư đầu tiên tiểu quận Khanan phía Nga đã gần như kiểm soát. Một số báo cáo của Nga vào ngày hôm nay đã chỉ ra rằng Nga đang đổ bộ quân và tiến công liên tục vào tiểu khu Khanan nhằm giành các tòa nhà cao tầng mà lực lượng Ukraine đang cố gắng cố thủ. Dưới sự hỗ trợ của xe tăng, xe bọc thép, pháo bình và lực lượng hàng không, phía nga đã đánh bật ukraine một cách có hệ thống ra khỏi tiểu quận canan. phóng viên chiến trường ukraine cũng công bố những báo cáo đầy bi ai trong khu vực này như sau: rất khó để chúng tôi có thể kiểm soát lực lượng pháo bình đang yểm trợ của nga, hàng không của họ liên tục thả những máy bay không người lái và bom dẫn đường f3b. người nga đang đi săn tại tiểu quận canan. trong khi đó ở hai bên sườn cha là khu định cư bodanivka và ivanivskе -e chế độ Kiev cũng gặp phải tình trạng tương tự. Báo cáo của Nga chỉ ra rằng, ngoài sư đoàn dù Ivanovo 98 đang trực tiếp tấn công vào tiểu quận Kanam, thì các trung đoàn của quân khu phía Nam và lữ đoàn 11 đang tiến công từ hai hướng, Ivanovské và Bodanovka. Cánh Bodanivka, Nga đã xuyên được qua khu rừng, còn ở phía dưới Ivanovské họ đã tiến sát được vào tiểu khu Novi. Một số đoạn video đã chứng minh được những bước tiến của Nga trong khu vực trà soạn ả cảnh quay do chính chế độ Kiev công bố cho thấy cha soạn ả đã trở thành một khu vực tử thần của Ukraine trong video là tiểu khu canaan lính Kiev đang lái một chiếc thiết giáp mcpro của mỹ để bỏ chạy trước hỏa lực vô cùng dữ dội của quân đội nga hai bên đường trải đầy những khí tài của nato nằm phơi bụng ngổn ngàng trong tiểu quận canaan chiếc xe bọc thép mcpro chở quân cố gắng lao khỏi nghĩa trang nato trong tiểu quận này để chạy trốn tôi thật không rõ chiếc xe này có thể bỏ chạy được hay không vì đoạn video tới đây là hết tuy nhiên Nhìn vào hệ thống của khí tài NATO nằm ngổn ngang trong tiểu quận Canaan đủ để chứng minh rằng người Nga sắp giải phóng khu định cư trên. Trong khi đó, theo hướng Cú Biển gần Kharkov, lữ đoàn bộ binh cơ giới Nga đang bắt đầu công phá hai khu định cư Nevo, Solovka và Ste Makhovka. Đoạn video cho thấy dưới sự hỗ trợ của xe tăng, lữ đoàn bộ binh cơ giới Nga đã chiếm giữ được các vị trí quan trọng ở Novo Selovka và Ste Makhovka bằng việc những chiếc xe bọc thép này sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã trở về bình an cho thấy chiến dịch đổ bộ của nga trong hai khu định cư trên thành công tốt đẹp trong khi đó theo hướng vồn tràn sát biên giới nga ở khu vực cộp giao tranh vẫn đang quyết liệt ở đây đơn giản chỉ là người nga đang bắt đầu đi săn chế độ kf điều này được thừa nhận trong chính một báo cáo của julian roper phóng viên người ukraine làm việc cho tờ pin của đức anh ấy đã chua chát xác nhận rằng các đơn vị điều khiển máy bay không người lái FPV khét tiếng của Nga đang truy lùng lực lượng Ukraine ở miền Nam vôn tràn. Bầu trời đang rộng mở cho tất cả các loại máy bay không người lái và máy bay Nga vẫn là một vấn đề then chốt trong trận chiến ở Kharkov. Hy vọng rằng có ai đó sẽ tìm ra chiến lược để khắc phục điều trên. Với tôi đây là một báo cáo đầy sự bất lực. Có thể nói bầu trời Ukraine hiện giờ đang nát bét bất chấp các hệ thống phòng không xịn sò con bò như được quảng cáo của NATO. Câu chuyện không chỉ là những chiếc máy bay không người lái cảm tử mà còn là cả bom lượn, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Nếu phải tìm một ai đó có thể giúp cho chế độ Kiev vào lúc này thì nên hỏi tổng thống Nga Vladimir Putin chứ đừng nên hỏi NATO bởi vì bây giờ họ cũng đã bất lực. Trên Reuters có một bài viết với tiêu đề như sau: Nga trừng phạt ngành năng lượng của Ukraine, Kiev kêu gọi tăng cường hỗ trợ hệ thống phòng không. Theo ấn phẩm, ngày hôm nay, Nga đã thực hiện một loạt các vụ phóng tên lửa và máy bay không người lái làm hư hại nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng cũng như các cơ sở hạ tầng quan trọng trọng điểm trên khắp lãnh thổ Ukraine. Như một lẽ thường của cuộc sống, lực lượng phòng không Kiev cho biết họ đã bắn hạ 35 trong tổng số 53 tên lửa và 46 trong tổng số 47 máy bay không người lái. Đúng là bắn hạ thì rất nhiều, nhưng tại sao các cơ sở hạ tầng quan trọng thì vẫn cứ tàn hoàng? Theo Bộ Năng lượng Ukraine cho biết, chiến dịch tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga nhắm vào các khu vực ở phía đông Donetsk, Zaporozhye, Dnipropetrovsk, cũng như khu vực Kilivorod và ivano frankivsk Đỉ tạch, công ty sản xuất năng lượng tư nhân lớn nhất của Ukraine cho biết sau vụ tấn công vừa qua, hai nhà máy nhiệt điện của họ đã bị hư hỏng vô cùng nghiêm trọng. Đây là báo cáo từ truyền thông phương Tây, vậy người Nga nói gì về vụ tấn công vừa qua? Theo đó đúng là họ đã thực hiện một chiến dịch tấn công tổng hợp vào Ukraine Các tên lửa được phóng từ những chiếc Tu-95 cùng với những chiếc máy bay không người lái xa hẹt Có ít nhất 5 cơ sở năng lượng đã bị tấn công ở 5 vùng khác nhau trên lãnh thổ Ukraine Trong đó dễ dàng nhận thấy là khu vực Zaporozhye, Dnipropetrovsk, Kilivorod, ivano frankivsk Hậu quả của vụ tấn công là một số vùng đã mất điện trên diện rộng Một số video được người dân Ukraine quay chụp đã chứng minh cho điều này ở khu vực lở vịt sát biên giới với cả Ba Lan, một cơ sở lưu trữ khí đốt lớn nhất của châu Âu đã bị tên lửa Nga hỏi thăm. Có vẻ như mục tiêu đã bị đánh trúng bởi vì chúng ta nghe thấy một tiếng nổ rất lớn. Trong khi đó, ở khu vực Zaporizhia, nhà máy thủy điện Dnipro lớn nhất của Ukraine hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Cảnh quay cho thấy nhà máy thủy điện này đã trúng ít nhất 4 tên lửa KH-101 của Nga vào đêm qua và dạng sáng này báo cáo của nhà máy thủy điện dnipro cho biết sau vụ tấn công hiện tại họ không còn có thể sản xuất điện được nữa người đứng đầu ngành năng lượng ukraine là kalenko thừa nhận rằng họ đang phải đối mặt với sự sụp đổ kinh tế trước việc nga phá hủy ngành năng lượng ukraine sẽ dẫn tới giá điện tăng kéo theo nhiều doanh nghiệp phải phá sản cũng như tỷ lệ thất nghiệp sẽ gia tăng ngân sách ukraine sẽ không có để cung cấp tiền cho lực lượng vũ trang kiev trong suốt hai năm qua các doanh nghiệp năng lượng của ukraina đã hoạt động ở mức tối đa và thua lỗ rất lớn bất kỳ bước nào dẫn đến phải tăng chi phí sản xuất đều đẩy doanh nghiệp và người lao động tới mức phá sản như vậy từ báo cáo này chúng ta có thể hiểu lý do nga tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của ukraina trong suốt hai năm qua nói một cách đơn giản phá hủy nền kinh tế cũng có nghĩa là phá hủy lực lượng quân sự của ukraina đây cũng là điều mà chế độ kf và phương tây đặc biệt là nato muốn làm với nga bằng các lệnh trừng phạt và cấm vận về kinh tế nhưng họ đã không thành công chớ chiều thay, giờ đây chế độ kiev lại phải đối mặt với điều này bất chấp một nato tập thể đang hỗ trợ có vẻ như chế độ của zelensky đã cùng đường bởi hành động gần đây của nato cho thấy họ đang làm mọi cách không phải để giành một chiến thắng trước nga mà là để không thua thêm theo đó vaksava đang chuẩn bị một kế hoạch tạo ra một đơn vị ukraine sống ở ba lan để đưa về kiev chiến đấu ngoại trưởng của họ là sikorsky đã nói với truyền thông rằng ba lan đang xem xét các yêu cầu huấn luyện của ukraine nhưng chúng tôi đã đi đến kết luận rằng sẽ an toàn và hiệu quả hơn nếu huấn luyện một đơn vị ukraine từ những người ukraine đang tị nạn ở ba lan vâng nói như ngoại trưởng ba lan thì đúng là khổ thân cho những người ukraine đang tị nạn ở những quốc gia eu họ những tưởng mình đã có thể bỏ chạy khỏi cuộc chiến vô nghĩa của zelensky bằng cách tới các quốc gia eu giàu có và nhân quyền hơn nhưng không, rốt cuộc họ cũng chỉ là những công cụ để khi một NATO tập thể thua tẩy đít, họ sẽ bị lôi ra làm vật tế thần. Nói một cách ngắn gọn là Ba Lan đang hình thành một đội quân từ những người tị nạn Ukraine sống trong quốc gia của họ, sau đó đưa cho Zelensky để tiếp tục đẩy vào cỗ máy xay thịt chống Nga. Quốc gia nào của EU và NATO thì tôi không rõ, nhưng tôi chắc chắn Ba Lan và những quốc gia thuộc vùng Baltic sẽ là người đi đầu trong chính sách ép người tị nạn Ukraine trong quốc gia của họ vào quân đội, sau đó đưa về cho Zelensky. Tôi không thể không thừa nhận rằng ở thời điểm này, những người tị nạn chạy sang Nga mới là những người có một cuộc sống hòa bình và an toàn nhất. Theo đó, không chỉ bà Làn mà trên tờ Bloomberg cũng chỉ ra rằng, tổng thống Macron của Pháp đang muốn thành lập một liên minh các nước sẽ cử giảng viên quân sự tới Ukraine. À. Theo ấn phẩm, vào ngày mùng 6 tháng 6 sắp tới cũng là lễ kỷ niệm vinh danh lực lượng đồng minh đổ bộ vào Normandy. Tổng thống Pháp Macron sẽ công bố ý tưởng này tại buổi lễ. Theo đó, ý tưởng ban đầu là những giảng viên này sẽ tập trung vào việc đào tạo về giả phá bom mìn và bảo trì thiết bị cho Ukraine. Tất nhiên là mặt ngoài NATO công bố thì là vậy. Còn chúng ta thì thừa hiểu rằng không cần công bố cũng đã có rất nhiều linh đánh thuê và chuyên gia cao cấp của NATO đang ở Ukraine cùng chế độ Kiev chống Nga. Với tội, đề xuất này của Ma Cả Bồng không nhằm gì khác hơn là để hợp thức hóa những cái chết của chuyên gia NATO khi tới Kiev họ không thể nào cứ liên tục báo cáo với những người dân trong quốc gia của mình rằng có một vị tướng tá sĩ quan nào đó bất chợt chết tự nhiên phải không nào vì vậy mà cờ bông mới công khai tuyên bố gửi các chuyên gia tới Ukraine để rồi sau đó có thể hợp thức hóa những cái chết của sĩ quan nato rất đơn giản cứ mỗi lần nga phóng tên lửa hay máy bay không người lái họ có thể cài cám một số người chết trong đó nói một cách dễ hiểu thì những báo cáo này của người Pháp hay NATO nó cũng chẳng hề sai các sĩ quan của họ chết ở Ukraine là đúng chỉ là họ đang khai thác một ngữ điệu khác hơn chúng tôi tới đây để bảo trì thiết bị cũng như hỗ trợ đào tạo cho lính Ukraine chứ không trực tiếp chống nga đây là một cách để NATO không đứng đầu sóng ngọn gió không trực tiếp tạo thành một thế chiến thứ ba mà thôi dù sao, với cách này thì các sĩ quan của NATO còn được về nước với kèn và trống, chứ cách kia thì chỉ có về nước bằng hũ, sau đó chết một cách tự nhiên, đi đường lăn ra chết, hoặc là lái máy bay chết, hoặc là cũng có thể ở gần vợ bị hù chết. Nhưng những cái chết theo kiểu này sẽ không được phòng tước, cũng như nhận được một số những hỗ trợ kèm theo. Ngoài những thông tin nóng bỏng về tình hình trên chiến trường thực địa, thì những tin tức địa chính trị xoay quanh Ukraine và phương Tây cũng sôi nổi không kém mới đây tổng tư lệnh của lực lượng vũ trang Ukraine Alexan Sirinsky đã ký một sắc lệnh cho phép huấn luyện viên của NATO tới Kiev để giảng dạy. Theo đó, đi đầu là nhóm huấn luyện viên quân sự tới từ Pháp. Thông cáo của Sirinsky có đoạn Tôi hoàn ngành sáng kiến của Pháp gửi giảng viên đến Ukraine để huấn luyện quân nhân Ukraine. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là chỉ vài giờ sau, chính bộ quốc phòng Ukraine đã đưa ra một tuyên bố để làm rõ các bình luận của Sirinsky. Bộ Quốc phòng Ukraine trợ cháy rằng đúng là Kiev đã bày tỏ quan tâm đến việc tiếp đón những giảng viên nước ngoài trên lãnh thổ của mình. Nhưng hiện tại, Ukraine vẫn đang thảo luận với Pháp và các quốc gia khác về vấn đề này. Chà, ý của Bộ Quốc phòng Ukraine là chúng tôi vẫn đang xem xét, chứ người Pháp chưa hề cử quân tới. Trong khi Tổng Tư lệnh của họ thì lại chào mừng các chuyên gia Pháp tới Ukraine. Nói một cách dễ hiểu thì Bộ Quốc phòng Ukraine đang tắt thẳng mặt Tổng Tư lệnh của bọn họ. Cũng dễ hiểu thôi, với lời tuyên bố của Zelensky thì người Nga sẽ nã bom Ukraine hơn bao giờ hết. Tổng thống Macron chắc chắn không thích điều này bởi vì đã có rất nhiều chuyên gia cấp cao của Pháp nằm lại ở Ukraine. Thế nên tôi nghĩ rằng ông ấy mới nhắn nhủ tới Bộ Quốc phòng Ukraine là nên bớt bớt cái miệng. Chứ không thì lính Pháp vừa đặt chân tới đã được đưa về bằng hũ ngày. Trong một thông điệp của Bộ Quốc phòng Pháp nói với tờ AFP, họ cũng khẳng định rằng việc đào tạo trên đất Ukraine là một dự án đã được hai bên thảo luận từ lâu. Tuy nhiên Bộ Quốc phòng Pháp khẳng định dự án này vẫn là chủ đề đang làm việc với người Ukraine chứ chưa hề được thông qua. Vâng, Chúng ta đều biết về câu chuyện đã có rất nhiều lính Pháp và chuyên gia của Pháp đã nằm lại Ukraine. Thế nhưng tại sao họ lại phải tuyên bố như vậy? Đơn giản chỉ có một điều là người Pháp sợ Nga. Họ sợ rằng với việc tuyên bố trực tiếp gửi quân đội tới Ukraine, người Nga sẽ thanh tẩy bọn họ. Tôi cứ tưởng các quốc gia NATO mạnh mẽ như thế nào, hóa ra tất cả chỉ đều là hồ giấy. Theo tờ Politico của Mỹ cho biết, Biden đã bí mật cho phép Ukraine tấn công tầm xa vào Nga. Điều này đã được Nhà Trắng xác nhận trong một văn bản được công bố chính thức với các cơ quan truyền thông như sau. Tổng thống gần đây đã chỉ đạo nhóm của mình đảm bảo rằng Ukraine có thể sử dụng vũ khí của Mỹ cho mục đích phản công ở Kharkov để Ukraine có thể đánh trả các lực lượng Nga đang tấn công họ hoặc chuẩn bị tấn công họ. Đây là một văn bản khá trùng trùng. Có thể nói rằng Mỹ cho phép Ukraine tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga cũng được, mà không cho phép cũng chẳng sao. Theo một quan chức Mỹ giấu tên nói với Politico rằng, quyết định của Biden sẽ không thay đổi lệnh cấm của Mỹ tấn công vào sâu lãnh thổ Nga. Như vậy nói kiểu Nhà Trắng thì có nghĩa là Biden không cho phép Ukraine tấn công vào sâu trong lãnh thổ của Nga Nhưng mà Ukraine có toàn quyền quyết định trong việc sử dụng vũ khí Mỹ và sẽ phải chịu trách nhiệm về điều đó Tuy nhiên ngay cả với sự lập lờ nước đôi của Nhà Trắng Nó cũng nhận được sự phản ứng dữ dội trong chính Mỹ cũng như quốc tế Dân biểu Hoa Kỳ Taylor Green đã đăng một thông điệp trên kênh chính thức của mình sau phát biểu của Nhà Trắng như sau. Biden bí mật cho phép Ukraine tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí của Mỹ. Đây là một sự leo thang có thể dẫn đến việc chúng ta chiến tranh trực tiếp với Nga. Joe Biden không chỉ xa sút về trí tuệ mà còn bị điền. Hoa Kỳ nên theo đuổi hòa bình chứ không phải chiến tranh thế giới. Đối mặt với câu chuyện này, Đức Hồng Y quốc vụ Khanh của Vatican là Petro Parolin cũng đã đưa ra nhận định như sau. Việc cho phép Ukraine tấn công Nga bằng vũ khí phương Tây có thể dẫn đến sự leo thang không thể kiểm soát. Tôi nghĩ khả năng này sẽ khiến tất cả những ai quan tâm đến số phận thế giới phải để ý. Trong khi đó, Ý, một quốc gia thuộc NATO ngay lập tức có hành động đi ngược lại tuyên bố của Nhà Trắng. Bộ Ngoại giao Ý nói trước truyền thông rằng, Chúng tôi sẽ không cử một binh sĩ Ý nào đến chiến đấu ở Ukraine và chúng tôi cũng không muốn tài sản quân sự được gửi đến để sử dụng ngoài biên giới Ukraine. Tất cả các vũ khí đến từ Ý phải được sử dụng trong lãnh thổ Ukraine. Có thể nói mọi nỗ lực của Hoa Kỳ trong việc tránh một thất bại cho chế độ Kiev đã không thành công. Với tôi, thông điệp của Nhà Trắng úp mở về việc cho phép Ukraine tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga nhằm ẩn ý với các quốc gia thuộc EU và NATO thì đúng hơn. Ý của Hoa Kỳ là chúng mày hãy tiếp tục cung cấp vũ khí cho chế độ Kiev, sau đó cho phép chúng tấn công vào sâu trong lãnh thổ của Nga. Còn Tàu thì không thể nói thế được, bởi vì sẽ bị Nga đưa ra đầu sóng ngọn gió, tao sợ lắm sự thất bại của phương tây không chỉ trên chiến trường không chỉ trong việc cung cấp vũ khí mà còn trong cả câu chuyện địa chính trị những cuộc hội đàm về một giải pháp hòa bình của zelensky mới đây theo reuters công bố bắc kinh đã chính thức từ chối tham dự hội nghị hòa bình ở thụy sĩ do chế độ kiev tổ chức lý do được trung quốc đưa ra đơn giản chỉ là hội nghị hòa bình nhưng lại không có nga nên họ không tham gia Thế là kế hoạch của Zelensky cùng phương Tây đã đổ xuống sông xuống bể khi mà hai quốc gia lớn nhất là Mỹ và Trung Quốc cũng không tham gia. Tự hỏi hội nghị hòa bình này đàm phán về cái gì đây? Nói chính xác hơn thì Mỹ có tham gia hội nghị này nhưng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ không tới. Trên tờ Financial Times đã có một bài viết nói về chủ đề này như sau. Có một sự hoang tưởng không hề nhẹ trong văn phòng của Zelensky. Dường như Zelensky đã giao lệnh cho các quan chức nội các mắng Biden và Tập Cận Bình vì không muốn tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình của Ukraine theo ấn phẩm mối quan hệ của kiev và nhà trắng xấu đi nghiêm trọng và đã xuống mức thấp nhất trong toàn bộ cuộc chiến zelensky hiểu rằng không có một diễn đàn nào được tổ chức có ích nếu không có sự tham gia của biden và tập cận bình một quan chức giấu tên trong nội các của zelensky nói với ấn phẩm rằng trong số những chủ đề gây tranh chấp giữa Hoa Kỳ và Ukraine là sự chậm trễ trong việc cung cấp hỗ trợ quân sự, thiếu tiến bộ trong việc đưa Ukraine gia nhập NATO, cũng như lệnh cấm tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga bằng các vũ khí của Mỹ, cũng như các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine và các nhà máy lọc dầu ở Nga. Trong khi Washington thì khó chịu với việc Zelensky đã đơn phương sa thải một số quan chức cấp cao thân với cả họ đơn cử như phó thủ tướng kiêm bộ trưởng phát triển cộng đồng Kuprakov cũng như cựu tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Zaluzhny, những người mà Hoa Kỳ đang hợp tác rất chặt chẽ. Trong khi đó, tình hình chính trị ở Hoa Kỳ lúc này cũng rất hỗn loạn. Lần đầu tiên trong lịch sử, một cựu tổng thống của Hoa Kỳ đã bị kết tội và người bị kết tội này chính là Donald Trump. Theo đó, cựu Tổng thống Mỹ và cũng là ứng cử viên Tổng thống hiện tại Donald Trump đã bị kết tội làm sai lệch hồ sơ kinh doanh để gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử năm 2016. Trong một vụ án có liên quan đến cáo buộc thanh toán tiền im lặng cho những diễn viên khiêu dầm Stormy Daniel. Theo đó, tội làm giả tài liệu kinh doanh có thể đối mặt với mức án tối đa là 4 năm tù, mặc dù những người bị kết án thường nhận mức án ngắn hơn, cũng như chỉ bị phạt tiền hoặc quản chế. Về mặt pháp lý, việc bỏ tù Trump sẽ không ngăn cản ông ấy vận động tranh cử hoặc nhậm chức nếu ông ấy giành chiến thắng. Tóm lại là Trump sẽ không bị bỏ tù trước khi tuyên án. Vậy lúc nào tòa án Mỹ mới tuyên án đây? Theo thẩm phán John Mersen cho biết, họ sẽ dự định tuyên án vào ngày 11 tháng 7, tức là trước 4 tháng khi cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 11 diễn ra. Cựu tổng thống Trump đã phủ nhận hành vi sai trái và ông cho biết sẽ kháng cáo nhanh nhất có thể. Trump đã nói trước truyền thông rằng: "Đây là một sự ô nhục." Có vẻ đúng là như vậy. Rõ ràng, đây là một hành vi của Đảng Dân Chủ, Đảng của Tổng thống Joe Biden nhằm ngăn chặn Donald Trump tham gia ứng cử vào tháng 11 sắp tới. Câu chuyện bây giờ chỉ là tòa án Mỹ có đưa ra được phán quyết vào ngày 11 tháng 7 hay không. Nếu điều này thành hiện thực thì cựu Tổng thống Donald Trump sẽ bị đưa vào tù hoặc ít nhất là ông ấy sẽ không thể tham gia bầu cử. Được rồi, dân chủ kiểu Mỹ nó là như vậy đấy Không phải là dân chủ động bầu lên những người có tài Mà là các đảng phái sẽ cố tình hạ bệ nhau Bằng tất cả những thủ đoạn dù là bẩn thỉu nhất Tôi thì chẳng theo đảng Cộng Hòa, cũng chẳng theo đảng Dân Chủ Với tôi, nền chính trị của Mỹ nó giống một gánh xiếc thì đúng hơn Bây giờ chúng ta chuyển qua một chút ở khu vực châu Á Đơn giản bởi vì khu vực này, tầm điểm là ngày hôm nay Triều Tiên đã thực hiện phóng đồng loạt 18 tên lửa đạn đạo cùng một lúc như một phần của cuộc tập trận Nhằm giàn đẻ Mỹ và các đồng minh Đoạn video cho thấy quân đội Triều Tiên đã tiến hành phóng tên lửa đạn đạo dẫn đường tầm ngắn KN-25 Các bệ phóng tên lửa xếp trên một đường băng thẳng và cùng nhau bắn đồng loạt theo hiệu lệnh Mục tiêu của nó là một hòn đảo nhỏ trên biển và 18 tên lửa này đều tập kích chính xác. Đây như một lời khẳng định sức mạnh quân sự của chủ tịch Kim trước việc Hàn Quốc và Mỹ liên tục tập trận. Ngoài những vụ phóng tên lửa đạn đạo, thì phía Triều Tiên còn sử dụng chiến dịch phóng những quả bóng bay mang theo vũ khí sinh học trong ngoặc kẹp. Về phía lãnh thổ của Hàn Quốc, theo một số báo cáo thì chỉ tính riêng một tuần vừa qua, Triều Tiên đã sử dụng khoảng 900 quả bóng bay để chuyên chở rác và nước thải. Tôi không biết rằng trong đó có bị hay không mà nếu có bịa thì là bịa của người hay bịa động vật. Theo đó, những quả bóng bay chở theo vũ khí sinh học trong hạc kép đầy mùi này đã rơi vào lãnh thổ của Hàn Quốc, đặc biệt là khu vực xung quanh thủ đô Seoul. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc tuyên bố rằng điều này đánh dấu sự leo thang đáng kể trên bán đảo và họ sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả không thể chịu đựng được để chống lại Triều Tiên trước những hành động trên. Chưa rõ là phía Hàn Quốc sẽ sử dụng động thái gì để đáp trả, họ cũng ném bịa về phía Triều Tiên chẳng. Tuy nhiên trong một động thái tưởng chừng như không liên quan lại liên quan không tưởng Thì tại Lầu Năm Góc ngày hôm qua Một nhà báo Mỹ đã hài hước hỏi thư ký Lầu Năm Góc rằng Liệu Mỹ có ý định đáp trả những hành động khiêu khích mới nhất của Triều Tiên Là gửi trả những quả bóng bay chứa đầy phân người hay không Người phát ngôn Lầu Năm Góc Mỹ đã xác nhận rằng không Vâng, tôi thật không rõ cuộc chiến phân và bịa này bắt đầu từ đầu Nhưng có lẽ nó bắt đầu từ cuộc biểu tình nông dân ở châu Âu thì đúng hơn Giờ đây mô hình này đã lan rộng trên khắp các khu vực khác nhưng kết quả thì đều giống nhau Những người nhận được phân và bịa hầu hết đều là các chính trị gia phương Tây Cũng như Mỹ và các đồng minh Bây giờ chúng ta chuyển qua tình hình Trung Đông Nơi mà điểm nóng của nó chính là khu trại tị nạn Rafah Điểm trú chân cuối cùng của người Palestine trên giải Gaza Nơi mà ngày hôm qua đã bị lực lượng diệt chủng của Israel thảm sát Tôi phải dùng cụm từ thảm sát bởi vì đã có ít nhất 45 người chết trong vụ tấn công vừa qua Hầu hết đều là phụ nữ và trẻ em khiến cả cộng đồng quốc tế bao gồm cả các quốc gia của EU và NATO đều không ngửi được Chính Ma Cà Bồng, Tổng thống của Pháp, người chuyên ăn theo nói lèo, cũng đã bực xúc đăng một thông điệp trên kênh chính thức của mình như sau. Tôi phận nộ trước các cuộc tấn công của Israel đã giết chết nhiều người, phải di rời ở Rafa. Các hoạt động này phải dừng lại, không có khu vực an toàn nào ở Rafa dành cho thường dân Palestine. Tôi kêu gọi tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế và ngừng bắn ngay lập tức. Tại sao Macabong phải công khai nói những điều này? Bởi vì đã có rất nhiều video về cuộc tấn công vừa qua của Israel vào Rafa, nó cho thấy sự phẫn nộ của cộng đồng quốc tế. Khi mà xác người nằm la liệt ở đó không phải là tổ chức Hamas mà lại toàn là thường dân, phụ nữ và trẻ em. Hãy nghe những công dân quốc tế phản ứng như thế nào sau lời phát biểu đầy phẫn nộ trong ngoặc kép này của Macabong. Một tài khoản tên là Podat bình luận như sau: đồng ý nhưng nếu những lời kêu gọi và thúc giục của ông không kèm theo việc ngừng cung cấp vũ khí và ít nhất là mối đe dọa về hậu quả thực sự của các biện pháp trừng phạt thì điều đó hoàn toàn vô nghĩa. Trong khi đó, một tài khoản tên là Daniel phản hồi như sau, Israel độc ác đến mức tên cặn bã này thậm chí còn lên án họ. Trong khi đó một tài khoản tên là Nabel thì phản hồi như sau Các người là một trong những chính phủ đã biến Israel thành một quốc gia bất hảo Hành động như thể vượt trên luật pháp quốc tế và nhân đạo Đồng thời vi phạm mọi tiêu chuẩn đạo đức và nhân đạo Những cụm từ này ngày nay không còn hữu dụng nữa Điều cần thiết là phải có một lập trường vững chắc hơn Các bạn thấy đó, những hành động của Israel đến ngay cả những tên chư hầu này còn không dám công khai ủng hộ nữa Tất nhiên mặt ngoài thì họ nói vậy, mặt sau thì họ vẫn cung cấp cho chế độ diệt chủng Nên Tài hủ Tuy nhiên ý tôi muốn nói ở đây là hành động của Israel cả thế giới đều không ai có thể ngửi được. Thậm chí trong một tuyên bố của mình, lực lượng IDF của Israel còn nói rằng cuộc tấn công chết người vào Rafah là chính đáng. Phía Israel khẳng định cuộc tấn công của lực lượng không quân nước này vào thành phố Rafah ở Gaza được cho là gây thương vong hàng loạt cho dân thường là một cuộc tấn công chính xác nhắm vào hai thủ lĩnh cấp cao của Hamas. IDF đã biết các báo cáo chi tiết về cuộc tấn công khiến cho một số dân thường trong khu vực bị tổn hại. IDF sẽ xem xét và điều tra. Vâng, họ sát hại 45 thường dân cùng hàng trăm người khác bị thương. Sau đó họ chỉ cần đơn giản tuyên bố rằng ở đó có thủ lĩnh Hamas là xong. Nhưng thủ lĩnh ở đâu ngoài xác của những thường dân thiệt mạng? IDF, Israel không hề công bố được những hình ảnh cho thấy có Hamas ở đó. Hãy nghe thủ tướng Israel Netanyahu máu lạnh và trả lời như thế nào sau vụ sát hại thường dân ở trại tị nạn Rafah vừa qua. Bật chập những nỗ lực tối đa của chúng tôi để không làm tổn hại đến thường dân vô tội Đêm qua đã xảy ra một sai lầm bi thảm Chúng tôi đang điều tra vụ việc và sẽ đưa ra kết luận vì đây là chính sách của chúng tôi Nếu chúng tôi đầu hàng, chúng ta sẽ mang lại một chiến thắng vĩ đại cho chủ nghĩa khủng bố Cho Iran và cho toàn bộ trục ma quỷ, những kẻ muốn giết chúng ta Vâng, trục ma quỷ là gì ý của nên muốn nắm chỉ trục Nga, Trung Quốc, Iran, Triều Tiên Tôi thật không rõ cái sai lầm bi thảm mà Netanyahu nói là cái gì. Chỉ tính riêng 7 tháng vừa qua, chế độ diệt chủng Israel đã sát hại 35.000 thường dân Palestine cùng hàng trăm nghìn người khác bị thương. Nếu nói hành động tấn công Rafah ngày hôm qua là một sai lầm bi thảm thì toàn bộ chiến dịch của Israel chẳng biết nên gọi là cái gì nữa. Nếu có một phiên tòa có đủ khả năng xét xử chế độ Israel, tôi nghĩ rằng tất cả sẽ bị đưa vào bản án cao nhất. Trong khi đó, phía Mỹ ngoài miệng thì khóc thương cho số phận của người Palestine, phía sau thì cung cấp vũ khí diệt chủng cho chế độ Israel. Chưa kể họ còn cho xây một bến cảng giã dạ chiến nằm trong giải Gaza trị giá 320 triệu đô la mà họ nói rằng mục đích xây dựng này để phục vụ cho việc vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo cho người Palestine được dễ dàng hơn. Tuy nhiên, chưa có một chuyến hàng nhân đạo nào đã được vận chuyển ở đây ngoài các khí tải quân sự. Điều buồn cười nhất là cảng giã dạ chiến này vừa xây xong, nó đã chìm nghỉm. Cảnh quay do một người Israel công bố cho thấy cảng gia chiến 320 triệu đô la của những người Mỹ vừa xây xong cách đây vài tuần Nó đã dần dần chìm nghỉm bởi không chứng chịu được sức nước Người Israel đang chế giễu công trình này của những người Mỹ Mật quá nhiều tiền mà hiệu quả thì chẳng thấy đâu Hãy thư tưởng tượng nếu công trình này được xây dựng ở Việt Nam Thì đáng vẹn vàng ở Cali sẽ khóc than và tố tham nhũng như thế nào đây Hoa giả bố Mỹ của họ mới là ông tổ của ngành tham nhũng 320 triệu đô la xây một bến cảng sử dụng chưa được một tuần Tất cả đã tan biến vào với nước trên Reuters có một bài viết về tiêu đề Israel đã chiếm toàn bộ biên giới của Gaza sát với cả Ai Cập sau khi tấn công vào Rafah. Ấn phẩm đã trích dẫn phát ngôn của Daniel Hagari, đại diện của quân đội Israel cho biết các lực lượng IDF đã giành được quyền kiểm soát hoạt động đối với hành lang Philadelphia. Philadelphia là mật danh của quân đội Israel dành cho hành lang dài 14 km dọc theo biên giới duy nhất của giải Gaza với cả Ai Cập hagari cũng cho biết thêm hành lang philadelphia đóng một vai trò quan trọng là đường cung cấp oxy cho hamas nơi nhóm này thường xuyên sử dụng để buôn lậu vũ khí vào khu vực gaza đúng như tôi dự đoán chiến thuật của israel rất đơn giản họ đẩy toàn bộ người palestine trên giải gaza tới từng điểm tị nạn và những điểm tị nạn này dần dần có xu hướng kéo về rafah sát biên giới của ai cập mỗi khi người dân palestine tới một điểm tị nạn phía israel sau đó ngay lập tức tuyên bố rằng ở đây có hamas thế là họ tiếp tục tấn công và câu chuyện này đã diễn ra suốt vài tháng qua cho tới điểm tị nạn cuối cùng ở rafah nó cũng là lúc israel đã hoàn toàn kiểm soát giải gaza còn người dân palestine thì dần đi tới sự diệt chủng người dân palestine còn có thể đi đâu được nữa nếu ai cập mở cửa biên giới thì có lẽ họ sẽ chạy hết sàng nhưng nếu họ chạy hết sàng cũng đồng nghĩa với việc israel hoàn thành kế hoạch xâm chiếm giải gaza của mình Phương Tây luôn nói về câu chuyện Nga xâm lược Ukraine Thế nhưng sự xâm lược của Israel trên giải Gaza giết hại rất nhiều thường dân Thì họ lại im tin thịt Đây là một sự tiêu chuẩn kép và đạo đức giả tới cùng cực của bè lũ phương Tây Trong khi đó vào ngày hôm nay người ta cũng ghi nhận một sự kiện đáng chú ý Là chiếc siêu tiêm kích F-35 thử nghiệm của Mỹ đã bị rơi ở gần Mexico Báo cáo từ truyền thông Mỹ cho biết đây là chiếc máy bay chiến đấu F-35B được chuyển giao từ Lockheed Martin các nhà chức trách cho biết phi công đã phải nhập viện và vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra. Được biết rằng một chiếc tiêm kích F-35B có giá trị rơi vào khoảng hơn 100 triệu đô la. Israel cũng chính là quốc gia chi nhiều tiền nhất để mua những chiếc tiêm kích F-35. Hiện tại, lực lượng IDF đang sở hữu 75 chiếc F-35 của Mỹ. Còn tất cả các bạn, các bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này? Xin hãy bình luận ở phần bên dưới. Nếu xem nào, có thừa tiền lẻ năm hay 10 nghìn thì cũng có thể ủng hộ cho kênh. Theo thông tin bên dưới góc phải màn hình nó giúp cho kênh có thể tồn tại bởi vì kênh có rất ít tiền quảng cáo do bị đưa vào tầm ngắm xin cảm ơn các sếp rất nhiều và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo